Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình 10 phút cảnh báo được phát sóng trên kênh VTC16. Thưa quý vị, ngay sau khi sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, tại các địa phương thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên đang có hiện tượng phát triển nóng diện tích sầu riêng. Bà con mở rộng diện tích sầu riêng ở cả các vùng có điều kiện đất đai, sinh thái không phù hợp hay là phá cây cà phê, cây hồ tiêu trong vườn, trồng xen với sầu riêng, chuyển đổi đất lúa để trồng cây sầu riêng. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc tăng diện tích một cách ồ ạt, thiếu kiểm soát, theo phong trào, không theo định hướng, khuyến cáo của các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn sẽ dẫn đến hậu quả khó lường, cung vượt quá cầu, dư thừa, dội chợ. Nghiêm trọng hơn là hiện thị trường nhập khẩu chính sầu riêng của Việt Nam là Trung Quốc cũng đang mở rộng diện tích trồng sầu riêng để chủ động nguồn cung trong nước, dẫn đến nguy cơ có thể giảm lượng nhập khẩu bất cứ lúc nào. Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất thế giới với lượng nhập khẩu khoảng 800.000 tấn mỗi năm, giá trị ước tính 4 tỷ đô la Mỹ. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sau khi ký chính thức nghị định thư, các doanh nghiệp đăng ký nhu cầu xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc lên tới 1,3 triệu tấn một năm, gấp đôi khả năng cung ứng là 670.000 tấn một năm của Việt Nam hiện nay. Điều này đã khiến diện tích sầu riêng của Việt Nam tăng nóng, đạt hơn 110.000 ha, tức là vượt quy hoạch diện tích sầu riêng cả nước 65.000 đến 75.000 ha. Sầu riêng trước kia là tập trung chủ yếu ở đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên thì do cái biến đổi khí hậu thì cái xâm nhập mặn, chính vì vậy mà xu hướng là đang chuyển dịch lên Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Chúng tôi đề xuất với các địa phương là cái thứ nhất là xây dựng cái đề án phát triển cái vùng tập trung gắn với chế biến và gắn với doanh nghiệp. Đấy. Thứ hai là rà soát xây dựng cái hồ sơ để đề nghị cung cấp cái mã số vùng trồng. Thì đây là một cái điều kiện rất quan trọng để xuất khẩu. Theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, diện tích trồng sầu riêng ở tỉnh Hải Nam hiện đã vượt quá 2.000 ha, dự báo sẽ tung ra thị trường vào năm 2024 với nguồn cung hàng năm là 45.000 đến 75.000 tấn và tham vọng sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trong những năm tới. Bên cạnh đó, ở Đông Nam Á, cùng với Thái Lan, nhiều nước khác như Lào, Campuchia, Malaysia, Philippines đang đẩy mạnh trồng sầu riêng như nước ta để xuất khẩu sang Trung Quốc, tạo sức ép cạnh tranh không nhỏ với mặt hàng tỷ đô này. Chúng ta sản xuất giải vụ là rơi từ tháng 10 cho đến tháng 4 hàng năm. Đây là cái nó rơi vào cái mùa khô cũng như là mùa đông của các nước. Thế chính vì vậy mà hiện nay là cái xuất khẩu của chúng ta tăng trưởng. Theo dự báo của các chuyên gia, quy mô thị trường trái sầu riêng toàn cầu sẽ đạt 28,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và đạt tốc độ tăng trưởng bình quân là 7,2% trong giai đoạn năm 2019 đến năm 2025. Điều này một lần nữa cảnh báo nông dân Việt Nam cần cẩn trọng trong việc mở rộng diện tích cây sầu riêng, tránh tình trạng cung vượt quá cầu dẫn đến giá thấp, thiệt hại nặng về kinh tế. Thưa quý vị, sầu riêng là loại quả phổ biến tại các nước Đông Nam Á đang ngày càng được ưa chuộng và dùng nhiều cho các sản phẩm như là bánh trái, đồ ăn, nhà hàng ở Trung Quốc. Với thị trường hơn 1,4 tỷ dân, năm 2022, Trung Quốc đã nhập khẩu hơn 824.000 tấn sầu riêng với tổng giá trị lên đến hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Con số này cao gấp gần 4 lần về lượng và 7 lần về kim ngạch so với năm 2017. Trung Quốc đang là miếng bánh béo bở mà các nước xuất khẩu sầu riêng nhắm tới. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc mở cửa thị trường nội địa cho ngày càng nhiều nhà sản xuất sầu riêng ở Đông Nam Á gần đây đã tạo nên một cuộc cạnh tranh ngầm giữa các nước Đông Nam Á ASEAN. Mới đây, thì Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực giúp loại bỏ thuế quan và giảm thủ tục có hiệu lực từ tháng 1 năm 2022 cũng góp phần khiến cho cuộc cạnh tranh thị trường sầu riêng này trở nên nóng hơn. Thái Lan là nước xuất khẩu chính trái sầu riêng tươi cho Trung Quốc, trong khi Malaysia là nước thống trị mặt hàng sầu riêng đông lạnh chất lượng cao. Tình hình này đã tồn tại nhiều năm cho đến tháng 9 năm 2022, khi Trung Quốc cho phép 51 nhà xuất khẩu sầu riêng cùng 25 hãng đóng gói từ Việt Nam tiếp cận thị trường này. Các chuyên gia nhận định, với đường biên giới giáp danh Trung Quốc, việc xuất khẩu sầu riêng từ Việt Nam sang đất nước tỷ dân trở nên thuận lợi hơn nhiều. Đồng thời gian vận chuyển ngắn sẽ giúp sản phẩm tươi ngon hơn so với những đối thủ khác. Tương tự, Philippines chỉ trong vòng 4 tháng trở thành nước xuất khẩu sầu riêng tươi nhiều thứ ba sang Trung Quốc. Các quan chức địa phương nhận định, ngành này có thể đem về 150 triệu đô la Mỹ thu nhập trong năm đầu tiên thực hiện thỏa thuận thương mại tự do với Trung Quốc, đồng thời tạo ra gần 9.700 việc làm trực tiếp cùng hơn 1.100 việc làm gián tiếp.
Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, hiện nay tổng diện tích sầu riêng gần 90.000 ha với sản lượng trái sầu riêng hàng năm của cả nước khoảng 1,3 triệu tấn, được trồng chủ yếu ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long với chất lượng được đánh giá khá cao. Việc trái sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc đã góp phần nâng tầm giá trị của loại trái cây này. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức không nhỏ đối với bà con nông dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng như là chế biến các loại sản phẩm từ sầu riêng, bởi họ phải tuân thủ các yêu cầu rất nghiêm ngặt về mặt kỹ thuật. Gia đình ông Đoàn Thanh Hải ở xã Ea Yông, huyện Krông Park là một trong những hộ đầu tiên tại Đắk Lắk có sản phẩm sầu riêng được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc theo đường chính ngạch. Hơn 100 cây sầu riêng được canh tác theo hướng hữu cơ sinh học, cụ thể là hạn chế tối đa việc sử dụng phân bón hóa học. Thay vào đó, các sản phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên sẽ được ông ưu tiên sử dụng. Nó đến thì nó nghe cái mùi này thì nó không đến, nó đi có vậy thôi. Con sâu, con rầy, con đại thể như vậy, lúc nào cũng có. Nhưng mà nó không nằm vào đến cái mức độ gọi là phá hoại của mình. Theo ông Hải, bên cạnh việc sử dụng thuốc trừ sâu sinh học, thì việc cải tạo không gian sinh thái vườn cây, nâng cao sức đề kháng tự nhiên cho cây cũng sẽ hạn chế được sâu bệnh gây hại. Theo đó, cây lạc dại được trồng nhiều trong vườn để giữ ẩm và tăng độ phì nhiêu cho đất, để cỏ mọc trong vườn tạo thảm thực vật tự nhiên cho các loại sinh vật có lợi phát triển. Từ khi tôi chuyển sang cái thiên về cái hướng hữu cơ sinh học, đây, những thành phần lao động không mất tiền. Đấy, là nó cày xới cho tôi. Đấy, run là to, khỏe. Đất thì luôn luôn lúc nào cũng xốp. Đi vào là mình cảm giác như nệm. Đất của mình cảm thấy nó xốp nên tôi cũng chẳng phải cày xới gì. Với phương thức canh tác thuận tự nhiên, ông Hải đã giảm được tới 80% chi phí sản xuất. Làm sầu riêng xuất khẩu, bán được giá cao. Năm nay, trừ chi phí vườn cây của gia đình, ông cho thu nhập hơn 1 tỷ đồng. Vâng thưa quý vị, trái sầu riêng hay là bất cứ một loại nông sản nào khác muốn đi xa tạo thị trường bền vững thì mọi cá nhân trong chuỗi giá trị nông sản cần phải chung sức, chung lòng, hợp tác để cùng đi lên. Hơn ai hết, các chủ doanh nghiệp là người nắm bắt được rõ nhất cơ hội và thách thức khi mà sản phẩm trái cây của Việt Nam vươn ra các thị trường khó tính. Hiện doanh nghiệp sơ chế và đóng gói sầu riêng tại Đắk Lắk đang rất nỗ lực trong việc cung cấp thông tin về thị trường tiêu thụ đến từng hộ sản xuất, chủ động quản lý chất lượng sản phẩm, từ đó góp phần tự tin đưa sản phẩm sầu riêng đi xa hơn nữa trên thị trường. Và cũng chính vì sự phát triển bền vững cho ngành hàng này tại Việt Nam vững bước trên thị trường thế giới. Lắp camera, giám sát tại các vùng trồng sầu riêng liên kết. Đây là cách giúp doanh nghiệp này quản lý được chất lượng sản phẩm đầu vào của trái sầu riêng. Doanh nghiệp thì đã triển khai lắp đặt một số hệ thống camera để giám sát quy trình chăm bón của bà con, cái nền tảng để chắc chắn cái vùng nguyên liệu mình đã được đảm bảo an toàn. Là một doanh nghiệp kinh doanh lâu năm trên địa bàn, từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã liên kết xây dựng vùng nguyên liệu với 33 mã số vùng trồng trong 1.000 hectare sầu riêng. Hiện đơn vị đang có 3 cơ sở đóng gói với diện tích mặt bằng xưởng gần 60.000 m2, có thể đáp ứng năng lực thu mua những vùng liên kết với sản lượng 200.000 tấn mỗi năm. Các sản phẩm sầu riêng sau khi thu mua ở vùng trồng về sẽ trải qua một quá trình phân loại và đánh giá tiêu chí kỹ thuật nghiêm ngặt theo đúng tinh thần của nghị định thư đã được ký kết. Năm trước mình làm chưa được thì năm nay khi vào đến chính ngạch mình làm khó hơn, thì gặp những khách hàng rất là khó. Thứ nhất là an toàn thực phẩm này, vệ sinh này, ví dụ công nhân ăn ở và những cái máy như khử khuẩn của Covid mà mình phải chịu hết. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Krông Park, thì nghị định thư là cơ hội rất tốt cho các doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng trên địa bàn. Bởi khi xuất khẩu tiểu ngạch, các doanh nghiệp phải qua nhiều khâu trung gian, khiến giá thành tăng cao và lợi nhuận thu về ít hơn khi xuất khẩu chính ngạch. Cả bà con từ người sản xuất cho đến các cái doanh nghiệp đóng gói thì rất là hào hứng với cái trước cái tình hình mới thế này. Tức là họ thứ nhất là người ta nghiên cứu kỹ các cái văn bản và sau đó thì cùng với đồng hành với chính quyền địa phương để tức là làm tốt, và chúng tôi cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ cho các cái bà con cũng như doanh nghiệp tức là làm tốt cái này, và người ta rất là hào hứng trước cái khí thế mới này. Theo cơ quan chức năng, thị trường Trung Quốc đã mở cửa. Thế nhưng, để những sản phẩm sầu riêng có chỗ đứng vững chắc, thì việc chủ động quản lý chất lượng sản phẩm được xem là việc tiên quyết. Để có được điều này, thì người nông dân, doanh nghiệp, địa phương có vùng trồng và cơ quan quản lý nhà nước cần nâng cao ý thức, tạo dựng và giữ gìn hình ảnh một nền nông nghiệp minh bạch, trách nhiệm đối với người tiêu dùng.
Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 10 phút cảnh báo ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.